danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Chào mừng các bạn học sinh đã đến với khóa học ngữ văn 7 theo bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Các em thân mến, trong tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau thực hành tiếng Việt, ngữ cảnh và nghĩa của từ trong ngữ cảnh, biện pháp tu từ theo ngữ liệu của văn bản số 1, mùa xuân nho nhỏ. Nằm trong chủ đề bài học số 4, giai điệu đất nước. Trước khi đi vào thực hành các bài tập nằm trong sách giáo khoa, cô trò chúng ta cùng nhắc lại kiến thức một chút. Đầu tiên, chúng mình nhắc lại kiến thức về ngữ cảnh. Các em còn nhớ khái niệm về ngữ cảnh không? Hãy chia sẻ với cô và các bạn nhé! Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ trong một đơn vị ngôn ngữ được sử dụng. Nhận biết nghĩa của từ ngữ trong ngữ cảnh. Cô có một ví dụ đưa ra các bạn như sau. Thị thơm thị dấu người thơm, chăm làm thì được áo cơm cửa nhà. Đây là hai câu thơ được trích trong bài thơ Chuyện cổ nước mình của tác giả Lâm Thị Mỹ Dạ. Bây giờ các em hãy đọc hai câu thơ này và chú ý vào nghĩa của từ thơm. Sau đó hãy cho cô biết nghĩa của từ thơm trong hai dòng thơ này có gì đặc biệt. Khi đọc hay nghe từ một từ thơm thôi thì ta không thể nào biết được người viết hay là người nói muốn dùng nghĩa nào của từ này. Thế nhưng, từng nghĩa của từ thơm sẽ được xác định nếu ta đặt nó vào trong ngữ cảnh, xem xét trong sự kết hợp với các từ bên cạnh. Trong hai dòng thơ này, từ thơm ở trong thị thơm thì sẽ có nghĩa là mùi hương dễ chịu, còn từ thơm trong cụm từ người thơm thì lại mang một hàm nghĩa khác. Đó chính là nghĩa chỉ phẩm chất tốt đẹp, thơm thảo, được mọi người yêu mến, ca ngợi. Vậy thì từ ví dụ này, chúng ta có rút ra được nhận xét về việc nhận biết nghĩa của từ ngữ trong ngữ cảnh không? Chính xác, việc nhận biết nghĩa của từ ngữ trong ngữ cảnh là một việc vô cùng quan trọng. Nghĩa của từng từ ngữ sẽ được xác định nếu như ta đặt từ đó vào một ngữ cảnh cụ thể và xem xét trong sự kết hợp với các từ bên cạnh. Trong những ngữ cảnh khác nhau, từ ngữ sẽ mang những nét nghĩa khác nhau. Và để hiểu rõ hơn về ngữ cảnh và nghĩa của từ ngữ trong ngữ cảnh, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và thực hành các bài tập trong sách giáo khoa mà chúng mình sẽ cùng nhau làm ở phần 2 vận dụng luyện tập. Trước khi đi vào làm bài tập để tìm hiểu về ngữ cảnh của từ ngữ, nghĩa của từ ngữ trong ngữ cảnh thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại kiến thức về các biện pháp tu từ đã nhé. Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau nhắc lại kiến thức về biện pháp tu từ so sánh. Các em hãy cho cô những thông tin cơ bản về biện pháp tu từ so sánh. Em còn nhớ gì về biện pháp tu từ này không? À, đúng rồi. Đầu tiên là về khái niệm hay là về định nghĩa. So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự việc khác để tìm ra nét tương đồng và khác biệt giữa chúng. Trong giao tiếp, cách nói so sánh thường dựa vào sự tương đồng giữa các sự vật, sự việc và thường dùng từ so sánh như là từ như. Khi một cách nói có dùng so sánh và tạo ra hiệu quả tu từ, ta có biện pháp tu từ so sánh. Ví dụ như ở hai ví dụ 1 và 2 cô đưa ra trên đây. Trẻ em như búp trên cành. Và ví dụ thứ hai, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ở hai ví dụ này, chúng ta hoàn toàn có thể xác định được vế A, vế B và từ so sánh. Như ở ví dụ số 1, vế A chúng ta xác định được là trẻ em, từ so sánh là từ như, búp trên cành sẽ là vế B. Ở ví dụ thứ 2, vế A là công cha, vế A là nghĩa mẹ, từ như là từ so sánh,
Phía B sẽ là cụm từ Thái Sơn và nước trong nguồn chảy ra. Nhờ biện pháp tu từ so sánh, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra đã tạo ra được một hiệu quả tu từ. Đó chính là qua câu ca dao tục ngữ này, chúng ta có thể thấy được công cha nghĩa mẹ đó là những thứ tình cảm vô cùng to lớn, cao như núi Thái Sơn và dạt dào như nước trong nguồn chảy ra vậy. Đến biện pháp tu từ số 2, đó chính là biện pháp nhân hóa. Nhân hóa là cách gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật, hiện tượng thiên nhiên bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người, làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật trở nên gần gũi, biểu thị được những suy nghĩ tình cảm con người. Khi gọi tả sự vật, người ta thường gán cho sự vật đặc tính của con người. Cách làm như vậy được gọi là phép nhân hóa. Ví dụ như những câu thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa: cây dừa sải tay bơi, ngọn mùng tơi nhảy múa. Ở đây, cây dừa và ngọn mùng tơi đã được gắn những đặc tính của con người. Đó chính là những hoạt động như là sải tay bơi và nhảy múa. Biện pháp tu từ thứ 3 mà cô trò chúng ta cùng ôn tập lại, đó chính là biện pháp điệp ngữ. Điệp ngữ là biện pháp tu từ trong văn học, chỉ việc lặp đi, lặp lại một từ hoặc một cụm từ nhằm nhấn mạnh, khẳng định, liệt kê để làm nổi bật vấn đề khi muốn nói đến. Ví dụ như trong bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật, tác giả đã sử dụng biện pháp điệp ngữ trong hai câu thơ: lại đi, trời xanh thêm. Chúng ta thấy cụm từ lại đi đã được lặp lại hai lần. Và ở đây, nhà thơ đã sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ. Vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau củng cố lại những kiến thức cơ bản để có thể dễ dàng hoàn thành các bài tập trong tiết thực hành về ngữ cảnh và nghĩa của từ ngữ trong ngữ cảnh, cũng như về các biện pháp tu từ. Bây giờ, chúng mình cùng nhau đến với phần 2, luyện tập vận dụng. Các bài tập luyện tập vận dụng chính là các bài tập nằm trong sách giáo khoa trang 92 và trang 93 của bộ sách giáo khoa ngữ văn 7 Kết nối trí thức với cuộc sống. Các em hãy chú ý theo dõi và hoàn thành các bài tập này nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau làm bài tập đầu tiên, bài tập số 1. Sách giáo khoa yêu cầu giải thích nghĩa của từ in đậm trong những dòng thơ sau. Câu A: mùa xuân người cầm súng, lộc dắt đầy quanh lưng. Mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài nương mạ. Câu B: đất nước như vì sao, cứ đi lên phía trước. Câu C: ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa. Quan sát vào câu A, câu B, câu C, chúng ta nhận thấy các từ được in đậm, đó chính là từ lộc, từ đi và từ làm. Nhiệm vụ của em bây giờ là giải thích nghĩa của các từ in đậm này nhé. Để có thể giải bài tập số 1 này được một cách dễ dàng nhất, cô sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện bài tập số 1 theo 3 bước sau. Bước 1, các bạn phải chỉ ra được nghĩa của từ trong từ điển. Bước thứ 2 là chỉ ra nghĩa của từ trong một ngữ cảnh cụ thể. Và bước số 3, các bạn phải nêu được tác dụng của việc sử dụng từ ngữ đó trong từng hoàn cảnh. Bây giờ, chúng mình cùng hoàn thành câu số A. Mùa xuân người cầm súng, lộc dắt đầy quanh lưng. Mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài nương mạ. Như các bước cô vừa gợi ý cho các em, thì chúng mình sẽ thực hiện bước thứ nhất, đó chính là xác định nghĩa từ điển hay là nghĩa thực của từ lộc. Từ lộc trong lộc dắt đầy quanh lưng và từ lộc trong lộc trải dài nương mạ vừa có nghĩa thực, đó chính là chồi non, lá non, nhưng nó cũng vừa có nghĩa ẩn dụ chỉ sự may mắn, hạnh phúc. Từ lộc
gắn với người cầm súng để chỉ mang tới một hàm nghĩa, đó chính là người cầm súng như mang theo sức xuân trên đường hành quân. Và từ lộc gắn với người ra đồng, người ra đồng như đang gieo mùa xuân trên từng nương mạ. Chính người cầm súng và người ra đồng đã làm nên mùa xuân hạnh phúc cho đất nước. Câu B. Đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước. Tương tự như câu A, bước 1, chúng mình cùng nhau xác định nghĩa từ điển của từ đi. Đi theo nghĩa từ điển là di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác. Nhưng từ đi được đặt trong ngữ cảnh của câu thơ đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước còn mang một hàm nghĩa khác. Cứ đi lên phía trước có nghĩa là tiến lên, phát triển. Với việc sử dụng từ đi, nhà thơ đã thể hiện được niềm tin vào bước tiến vững vàng của đất nước trong tương lai. Đến câu thơ C. Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa. Trong từ điển, từ làm có nghĩa là dùng công sức vào những việc khác nhau nhằm mục đích nào đó. Từ làm trong ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa có nghĩa là hóa thành, biến thành. Nhà thơ Thanh Hải đã thể hiện ước nguyện hóa thân thành con chim hót, thành một cành hoa để dâng hiến cho cuộc đời, làm đẹp cho cuộc đời. Vậy là cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ chúng ta chuyển tới bài tập số 2. Bài tập số 2 này tiếp tục hướng đến việc củng cố những kiến thức về nghĩa của từ ngữ trong ngữ cảnh cho các em. Đề bài số 2 yêu cầu như sau. Từ giọt trong đoạn thơ sau có nhiều cách hiểu khác nhau. Ơi con chim triền triện, hót chi mà vàng trời, từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Từ giọt trong đoạn thơ trên, người thì cho là giọt sương, người hiểu là giọt mùa xuân và có người lại giải thích là giọt âm thanh tiếng chim. Theo em, trong ngữ cảnh này có thể chọn cách hiểu nào, vì sao? Đối với bài tập số 2 này, chúng mình sẽ cùng nhau xác định nghĩa từ điển của từ giọt và nghĩa từ giọt đặt trong ngữ cảnh của bài thơ mùa xuân nho nhỏ. Theo như định nghĩa trong từ điển thì từ giọt trong giọt mưa hay giọt nước hay giọt sương sẽ chỉ lượng rất nhỏ, rất lỏng, có dạng hạt. Còn trong trường hợp của bài thơ mùa xuân nho nhỏ, nhà thơ lại đặt từ giọt trong ngữ cảnh kết hợp với tính từ long lanh. Ngữ cảnh này chúng ta có thể hiểu giọt long lanh ở đây nó là giọt âm thanh, giọt của tiếng chim. Nhưng vì chỉ có từ long lanh chỉ tính chất sáng, đẹp của giọt mà không có từ chỉ sự vật cụ thể như là mưa, sương, nước hay tiếng chim nên có thể gợi liên tưởng tới giọt mùa xuân, sức sống của mùa xuân đang dâng trào, đang rào rạt. Bài tập số 3. Theo em, trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ, biện pháp từ từ nào có vị trí nổi bật nhất? Hãy cho biết tác dụng của việc sử dụng biện pháp từ từ đó. Đối với bài tập số 3 này, các em cần vận dụng kiến thức về biện pháp từ từ đã được học để nhận diện các biện pháp từ từ, đồng thời nêu tác dụng của chúng. Các em có thể chọn những biện pháp từ từ khác nhau như là so sánh, điệp ngữ, ẩn dụ nằm trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ. Chẳng hạn, các em có thể sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ như là một biện pháp tu từ có vị trí nổi bật nhất trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ. Biện pháp tu từ ẩn dụ qua những hình ảnh mùa xuân nho nhỏ, một cành hoa, một nốt trầm. Những hình ảnh này đã thể hiện được ước nguyện chân thành, tha thiết của nhà thơ, đó chính là ước nguyện được cống hiến những gì tốt đẹp nhất, dù nhỏ bé, đơn sơ giữa cuộc đời. Hoặc
Các em cũng có thể chọn biện pháp tu từ so sánh là biện pháp có vị trí nổi bật nhất trong bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Chúng ta có thể chỉ ra ví dụ một số dòng thơ có sử dụng biện pháp tu từ so sánh như là hai dòng thơ Đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước. Chúng ta xác định được đất nước là về A, như là từ so sánh và vì sao là về B. Việc so sánh đất nước với vì sao đã gợi lên hình ảnh rạng ngời của lá cờ tổ quốc và niềm tự hào của tác giả về đất nước, về tương lai tươi sáng của dân tộc. Còn nếu các em muốn lựa chọn biện pháp tu từ điệp ngữ là biện pháp tu từ nổi bật nhất trong bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ, thì các em phải chỉ ra được những dòng thơ có sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ này. Sau đó, các em hãy xác định tác dụng của từng trường hợp đó. Ví dụ như là trong hai câu thơ, dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. Chúng ta xác định được biện pháp điệp ngữ dù là được nhắc lại tới 2 lần. Tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ dù là để nhấn mạnh sự quyết tâm, khao khát được cống hiến của tác giả. Hay ví dụ như trong hai câu thơ Nước non ngàn dặm mình, nước non ngàn dặm tình. Từ nước non cũng được lặp lại tới 2 lần. Đây là biện pháp điệp ngữ. Tác dụng của biện pháp điệp ngữ nước non này đó chính là nhấn mạnh và làm nổi bật niềm tin yêu, tự hào của tác giả đối với đất nước quê hương. Các em thân mến, bài tập số 3 cũng chính là bài tập cuối cùng trong phần luyện tập và vận dụng ngày hôm nay. Cô cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video bài giảng lần sau. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.